Xin chào anh em, đây là con đồng hồ đo vạn năng HP. Đấy, nó có các thang đo này, nhiệt độ vôn một chiều xoay chiều này, ôm này, diode chuông này, mili ampere này, đấy, ampere này. Đấy, hàng này em order Nhật về nhá, Make in Japan. Đấy, giá của nó là 900 anh em nhá. Anh em cần thì liên hệ với em. Số máy của em là 0982 446061. Hàng order Nhật về. Chất lượng thì quá là xịn sò luôn. Tốc độ đo nhanh, chuẩn, chính xác. Bền. À, con này là về là không có dây nhá. Đấy, anh em nào lấy dây ấy, thì là 250 bộ dây silicone này nhá. 250 bộ dây silicone. Đấy. 250 bộ dây silicone chống cháy nhá. Ok, cảm ơn anh em.